Để sử dụng được các cái tính năng của cái AI Target thì chúng ta cần phải có cái tài khoản quảng cáo nằm trong trình quản lý doanh nghiệp của Facebook, thì hay còn gọi là trình quản lý kinh doanh. Nó khác với tài khoản cá nhân nha. Nên là chúng ta sẽ vào trang thằng business.facebook.com. Cái link thì tôi sẽ bỏ ở dưới cái video cho mọi người. Chúng ta nhấn là tạo tài khoản. Rồi, tên doanh nghiệp chẳng hạn. Châu thời trang, ví dụ vậy. Email doanh nghiệp. Rồi. Chúng ta chọn quốc gia Việt Nam như bình thường thôi. Địa chỉ này. Rồi. Hồ Chí Minh này. Này chúng ta cứ nhập tại không sao đâu. Còn nếu ok thì mọi người nhập chính xác. Rồi. Còn ok mọi người. Quảng cáo dịch vụ riêng. Rồi chúng ta gửi đi. Rồi ok. Và nó sẽ gửi một cái email đến cái địa chỉ này. Chúng ta sẽ phải xác nhận. Rồi, mọi người thấy đây là nó xác nhận email doanh nghiệp này. Đấy, là xác nhận. Rồi, ok. Ok, đã được xác minh. Rồi, thì để mà chạy được á thì chúng ta cần có tài khoản quảng cáo. Và ở đây chúng ta sẽ vào tab là tài khoản quảng cáo này. Đó, chúng ta ấn thêm này. Thì chúng ta có những cách sau. Thứ nhất là chúng ta tạo một cái tài khoản mới. Đây. Tạo tài khoản mới. Thứ hai đó là chúng ta thêm tài khoản vào. Ví dụ chúng ta có một cái tài khoản sẵn rồi. Chúng ta có thể thêm vào đây, tức là nó sẽ chuyển từ cái nick cá nhân sang cái tài khoản doanh nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng được. Và chúng ta có thể lấy cái ID tài khoản ở đây, ví dụ như thế này. Đây chính là cái ID của cái tài khoản nhé mọi người, đây này 84 này, nhưng mà con này thuộc doanh nghiệp rồi là chúng ta không không thể thêm được. Rồi, hoặc chúng ta có thể tạo tài khoản mới. Dụ như là TK Bảo Châu chẳng hạn. Ok. Tạm giờ Việt Nam. Rồi. Chọn tiền Việt Nam luôn cho dễ quản lý. Tiếp tài khoản sẽ dùng cho của tôi à, nó không có phương thức thanh toán
Vậy thì chúng ta sẽ thêm phương thức thanh toán ở đây nhé. Mọi người nhìn ở đây này. Thanh toán này. Và mọi người sẽ thêm thẻ vào đây. Đấy, chúng ta sẽ thêm một cái thẻ vào trong này. Giống như thêm tài khoản quảng cáo bình thường thôi. Đó. Sau khi thêm thì chúng ta sẽ tạo được cái tài khoản quảng cáo mới. Và chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản quảng cáo đó để chạy cái chức năng AI Target. Rồi. Ok, như vậy tôi đã hướng dẫn cho xong các bạn tạo cái trình quản lý quảng cáo.